Rách đăng ký. Từ từ cho ga xem dòng bao nhiêu rồi. 3. 3 rưỡi thì cho lên đấy đi. 3 rưỡi thì phải con này phải cho lên, cứ cho lên 4 đi. Chứ ra là không lên được tí nào nhỉ? Sao? Cứ cho nữa đi là đủ mà lên. Gì đâu hả? Sờ đầu này mát này, bắt đầu vào này. Cái gì? Cái này là giặt sạch để làm việc khác. Cứ cho ga vào đi. Để nguyên đấy. Cho đi. Chiếc này là 5,8A. Cứ để nguyên đấy. Đủ ga đâu. Nói chơi chơi. 6,2. Con này lóng hay con này 2 chiều? Ừ. Ấy là 6,2. 6,2 của con. Dòng không phải dòng mấy A rồi? Giờ mới chuẩn bị lên 4. Bao nhiêu rồi? Bao nhiêu cc rồi? Thôi quá này đi. Úp cái bình ga xuống nước đi. Nạp ga nó đi. Đây này, đi đầu đầy, đây là bắt đầu đông đông tí tuyết này. Cho nữa vào đi. Con này chắc 70. Cho nữa không? Bao dàn nó bám đều bây giờ dàn bắt đầu bây giờ bám hai lan. Bám tuyết này. Dòng bao nhiêu? 48. Úi giời. Rút điện. Ông đấu điện của ai tao chịu rồi. Tao thấy lần này là lần đầu tiên trong khoa học không giải thích được rút điện ta. Không, không giải thích được. Chịu. Đang chịu. Quay MV. Đang quay về lúc 15 kinh nghiệm của đồng chí Tiên Cường này. Tôi cái kinh nhỏ này thấy kinh điển dần dần. Úi giời, trông lỏng như lần qua đi. Bái phục sư phụ. Cường sư phụ. Ông vặn chặt lại hết các đầu dây cho tôi xem nào. Giời, em đeo găng tay. Găng tay để chỉ chết thằng Đức thôi. Uy tín chưa? Kẹp vào. Uy tín. Uy tín. Ga hồi bao nhiêu rồi? Giữ đồng hồ anh xài e đi. Thôi, em biết. Nó chạy. Đừng cho ga vội, để nguyên nó chạy tí. Trễ nhỉ? Trễ cả nó trễ. Trễ mà nó chỉ làm nó không nhảy.